Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo bộ truyện Thiên quan tứ phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya Nguồn Wattpad Vô Danh Chương 13 Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết Tất nhiên loại suy nghĩ này Tạ Liên không thể nói ra rồi Nhưng mà giờ y đã hiểu vì sao khi nhắc tới bướm bạc Nam Phong và Phù Giao lại biến sắc rồi bởi vì bọn họ đi theo hầu hạ hai vị thần quan đã từng nếm mùi đau khổ từ chủ nhân bướm bạc nha. Một thần quan nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi từng gặp Hoa Thành, hắn, 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 hắn có làm gì ngươi không? Giọng điệu này hệt như đang hỏi y là, ngươi bây giờ thiếu tay hay thiếu chân vậy? Tạ Liên đáp, cũng không làm gì, chỉ là... Nói tới đây, y bỗng dưng không biết nên nói gì, tự hỏi bản thân. Chỉ là cái gì, chẳng lẽ nói, hắn chỉ cướp kiểu hoa, rồi một đường nắm tay ta im lặng một lát tạ liên đành phải nói chỉ là phá hủy mê trận của nữ quỷ tuyên cơ ở núi giữ quân sau đó đưa ta vào thôi các vị thần quan giống như đang nghi ngờ phạm nhân trầm ngâm không nói sau nửa ngày mới có một vị hỏi chư vị các vị thấy thế nào chỉ nghe giọng nói tạ liên đã có thể tưởng tượng được bộ dáng lắc đầu bó tay của các vị thần quan không thấy sao hết ta chẳng thấy gì hết không biết hắn định làm gì nhưng thật sự khiến người ta lo sợ đến cùng thì hoa thành muốn làm gì ai mà hiểu được tuy rằng mới được phổ cập kiến thức rằng hoa thành là một hỗn thế ma vương nhưng mà đối với người này y không hề thấy đáng sợ chút nào thực tình mà nói y cảm thấy như thể hoa thành đang muốn giúp y nói tóm lại giờ chỉ cần quay về thiên giới nhận công đức của các đại tín đồ là xong đại khái nhiệm vụ hoàn thành rồi như trước kia đã bàn, công đức tạ thần ở núi giữ quân lần này đều cho y hết. Tuy rằng lão quan kia rất đau buồn vì cái chết của con gái, lâu lâu mới nhớ ra việc phải trả lễ, nhưng rồi cũng ôm theo đau thương làm lễ tạ thần. Mặc dù đã ăn bớt chút công đức, nhưng bảy gom tám góp, đủ loại phong thủy cũng gần như đủ 888 vạn công đức rồi. Sau khi trả nợ xong, trong lòng tạ liên vô cùng nhẹ nhõm, cảm thấy khoan khoái dễ chịu, tinh thần phơi phới, Y quyết định an an ổn ổn làm thần, tốt nhất là có thể kết bạn với các vị thần quan. Thông linh trận của Thượng Thiên Đình thường ngày khá yên tĩnh, nhưng nếu có việc gì sẽ náo nhiệt mấy ngày liền. Thông thường các vị thần quan nếu tâm trạng tốt hoặc là xem được cái gì hay ho đều sẽ vào trong trận chia sẻ, biết điểm dừng mà treo chọc vài câu. Tuy rằng tạ liên không rõ ai với ai, nhưng y cũng yên lặng lắng nghe nhưng mà y cũng không thể cứ im lặng như vậy mãi được cho nên khi đã lắng nghe đủ lâu y sẽ ngẫu nhiên ôn hòa nói một câu thật là thú vị nha ta đọc được một bài thơ rất hay muốn chia sẻ cùng chư vị ta muốn chia sẻ cho các vị một bí quyết trị bệnh eo chân nhức mỏi vô cùng hiệu quả làm người khác tiếc nuối nhất là mỗi lần y nói những việc vừa tốt cho thể xác lẫn tinh thần mà y lựa chọn kỹ càng kia mọi người trong thông linh trận đều im mặt mãi về sau linh văn không nhịn được nữa nói nhỏ với y điện hạ tuy rằng ngươi nói chuyện trong thông linh trận rất tốt nhưng mà cho dù thần quan hơn trăm tuổi cũng không nói mấy chuyện kiểu này đâu tạ liên thấy hơi buồn bực thật ra y cũng đâu phải người lớn tuổi nhất nhưng tại sao so với các thần quan khác y lại giống như người già không theo kịp sở thích của lớp trẻ vậy chắc là do y rời khỏi thiên giới quá lâu kiến thức hạn hẹp lại không quan tâm tới việc xảy ra bên ngoài giờ cũng chẳng còn cách nào khác y đành từ bỏ việc này cũng không thấy buồn bực nữa nhưng còn một việc dưới nhân giới giờ chẳng còn ai xây một đạo quán vì y cả. Có thể có, nhưng dù sao thiên giới không tra ra được, cũng không ghi vào danh sách. Phải nói là thổ địa tốt xấu cũng có một nhà thờ, còn y thân là thần quan phi thăng, phi thăng tận ba lượt, vậy mà một đạo quán cũng chẳng có. Tín đồ cũng không, thiệt tình xấu hổ quá đi mất. Nhưng mà cho dù thần quan khác có xấu hổ thay y, bản thân tạ liên thấy cũng thường thôi. Một ngày nọ máu nóng dồn lên, tạ liên bỗng nảy ra một ý tưởng, nếu không ai xây đạo quán cho ta vậy thì ta tự xây. chư vị thần quan đều cạn lời. mẹ nó đã thấy qua vị thần quan nào tự mình xây đạo quán cho mình chưa? làm thần quan mà thảm tới mức này cảm thụ như thế nào hả? tạ liên sớm đã quen với việc không được đáp lời cảm thấy mình tự vui là được. một khi đã quyết định tạ liên liền nhảy xuống nhân giới. lúc này tạ liên rơi xuống một thôn nhỏ trong núi gọi là bồ tề thôn gọi là thôn nhỏ trong núi thực ra nó nằm ở sườn núi tạ liên thấy non xanh nước biếc ruộng lúa trải dài mênh mông khung cảnh đẹp đẽ tuyệt trần thầm nghĩ may mà lần này rơi xuống nơi tốt lại nhìn kỹ trên sườn đất có một căn nhà nhỏ nghiêng ngả như sắp đổ tạ liên liền hỏi thử thôn dân đáp căn nhà đã bỏ hoang không có chủ thỉnh thoảng có kẻ lang thang vào ngủ một đêm tùy tiện ở đi này chẳng phải đúng ý tạ liên sao y lập tức tới gần căn nhà Đến gần mới nhận ra, căn nhà gỗ này thực sự rất rách nát, càng gần càng thấy vô cùng rách nát, bốn góc nhà có bốn cây cột, sợ là phải có hai cây cột mục nát rồi. Một trận gió thổi qua, cả nhà cọt kẹt rung chuyển, Tạ Liên thật sự nghi ngờ liệu nó có đổ hay không, nhưng mà loại này Tạ Liên vẫn có thể chấp nhận. Y liền vào nhà dọn dẹp. Các thôn dân nhìn thấy không ngờ lại có người ở chỗ này rất là ngạc nhiên, tất cả đều túm tụm lại xem náo nhiệt. Thôn dân ở đây rất nhiệt tình, không chỉ tặng y một cây chổi lại còn ở lại xem y quét dọn tới mặt bám đầy bụi. Cuối cùng còn tặng y một sọt bồ tè mới hái. Bồ tè đã được lột vỏ, củi trắng trắng, mềm mềm, nước rất ngọt. Tạ Liên ngồi xồm ở cửa phòng, miệng đã nhai xong, khoanh tay trước ngực vô cùng hạnh phúc. Y quyết định gọi nơi này là bồ tề quán. Tạ Liên bận bịu một hồi, thôn dân nhận ra người trẻ tuổi này muốn làm một đạo quán nhỏ. Càng thấy kỳ lạ, nhao nhao hỏi. Ngươi định làm đạo quán thờ ai vậy? Tạ Liên nói, ta, ta cũng không biết nữa, hình như là một vị thái tử điện hạ. Chắc là bảo vệ bình an, tiện thể lượm đồng nát. Mọi người sốt sáng hỏi, thái tử điện hạ này có lo việc chiêu tài tiến bảo không? Chú thích, chiêu tài tiến bảo, ước mong tiền thu được của, nói chung là mong ước có được tiền tài và của cải. Tạ Liên nhổ thầm, không nợ ngược đã là may lắm rồi, ấm giọng nói, tiếc quá, hình như là không. Mọi người đua nhau để xuất ý kiến cho y. Thôi thờ thủy sư đi, chiều tài á, chắc chắn nhang đèn thịnh vượng. Không thì thờ linh văn chân quân đi, biết đâu thôn chúng ta có thể đào ra một trạng nguyên. Một cô gái ngợ nghịu nói, cái đó, Huỳnh có, có cái đó không? Tạ Liên giữ nguyên nụ cười hỏi, cái nào? Cự dương tướng quân. Nếu Huy thật sự mở một gian cự dương quán, chỉ sợ phong tín sẽ lập tức từ trên trời bay xuống cho y một mũi tên. Quét dọn sơ lược bồ tẻ quán, còn thiếu lư hương, ống xăm này nọ kia nhưng tạ liên quên bén mất việc quan trọng nhất tượng thần y đeo mũ đi ra cửa đúng rồi đâu có cửa đâu nghĩ ngợi một lát ra nhà này nhất định phải sửa lại y bèn viết một tấm bảng đặt ở cửa bản quán sập sệ nguy hiểm khẩn thiết tìm bậc hiền sĩ quyên tiền tu sửa tích lũy công đức ra khỏi cửa đi bộ bảy tám dặm đi đến chấn trên đến chấn trên để làm gì tất nhiên là để kiếm miếng cơm ăn dùng lại nghề cũ của mình rồi trong truyền thuyết thần thoại thần tiên đều chẳng cần ăn gì thật ra việc này khó nói lắm đúng là các đại năng tạo hóa có thể trực tiếp hấp thu linh khí cần thiết từ ánh sáng mặt trời và mưa dương nhưng vấn đề là có thể thì có thể nhưng khi không ai lại thích làm thế tại sao phải làm thế mà có một số thần quan vì tu luyện pháp môn yêu cầu ngũ tạng sạch sẽ tuyệt đối không thể dính vào thức ăn mặn nhiều dầu mỡ của con người nếu dính vào sẽ giống như con người ăn sống trùng độc bùn đất vừa nôn mửa vừa tiêu chảy nói thế cũng không phải không ăn được thức ăn chẳng qua chỉ ăn được quả tiên linh cầm sống ở đất sạch có hiệu quả kéo dài tuổi thọ và tăng pháp lực nhưng tạ liên không gặp vấn đề đó y mang gông nguyền rủa trong người không khác gì người phàm gì cũng ăn được hơn nữa do thân kinh bách chiến ăn cái gì cũng không chết bất luận là bánh bao để cả tháng hay bánh ngọt đã mốc xanh y ăn vào hoàn toàn không thành vấn đề nhờ sở hữu thể chất nghịch thiên như thế lúc lượm đồng nát thật ra y sống cũng khá ổn so sánh một chút, mở quán thì mất tiền, lượm đồng nát kiếm tiền, quả nhiên phi thăng không bằng lượm đồng nát. Tạ liên tướng tá Ngọc Thụ Lâm Phong tiên phong đạo cốt, lúc lượm đồng nát có nhiều ưu thế hơn, chẳng mấy chốc đã thu đủ một bao lớn. Trên đường trở về thấy một con bò già kéo một chiếc xe đẩy, trên xe chất vài đống dơm dạ cao ngất. Y sực nhớ hình như khi nãy, mình từng thấy chiếc xe đẩy này ở thôn Bồ Tề, hẳn là đi cùng đường. Tạ Liên hỏi có thể tiện đường quá giang không? Chủ xe đầy hất cằm, ý bảo y có thể lên. Tạ Liên bèn vác một bao đồng nát lớn lên xe ngồi. Ngồi lên rồi mới phát hiện, sau đống dơm dạ cao ngất có một người đã nằm đó tự sớm. Thân trên của người này giấu sau đống rơm, chân trái gác lên chân phải dường như đang gối cánh tay nằm lên đó nghỉ ngơi. Thoạt nhìn vô cùng thong dong tự đắc, điệu bộ thoải mái thích ý như thế, khiến tạ liên hâm mộ không thôi. Đôi giày đen buộc rất chặt, dán sát cẳng chân thon dài thẳng tắp, trông khá là đẹp mắt. Nhớ đến những gì mình nhìn thấy dưới khăn voan ở núi giữ quân đêm hôm đó. Tạ Liên nhịn không được, nhìn thêm vài lần. Xác nhận trên đôi giày này không mắc dây bạc, không biết dùng da động vật gì chế thành. Y nghĩ thầm, chắc tiểu công tử nhà nào chạy ra ngoài chơi rồi. Xe đẩy chầm chậm lắc lư trên đường, Tạ Liên lưng đeo mũ lấy ra một cuộn giấy chuẩn bị đọc xưa giờ y không mấy chú ý đến tin tức lưu truyền ở thế giới bên ngoài nhưng do bị phũ nhiều lần y cảm thấy ít nhiều gì cũng nên bù lại lắc lư chẳng biết bao lâu xe bò đi ngang qua một rừng cây phong ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh giải ruộng xanh mướt rừng phong rực đỏ mang chút mọc bạc lý thú của núi non cùng với mùi cỏ tươi mát thấm tận ruột gan khiến lòng người say đắm tạ liên không khỏi ngẩn ngơ thuở nhỏ y tu hành ở hoàng cực quán hoàng cực quán xây dựng trong núi khắp núi đồi đều là rừng phong trói lọi như vàng hừng hực như lửa cảnh tượng này khó tránh khiến y có chút hoài niệm nhìn một hồi lâu cuối cùng y mới cúi đầu tiếp tục đọc cuộn giấy vừa mở ra đã nhìn thấy một hàng chữ viết thái tử tiên lạc phi thăng ba lần võ thần ôn thần thần đồng nát tạ liên nói được rồi thật ra nghĩ kỹ lại võ thần với thần đồng nát cũng không khác gì mấy chúng thần bình đẳng chúng sinh bình đẳng Lúc này sau lưng y truyền đến một tiếng cười khẽ, một giọng nói cất lên. "Vậy sao?" Thiếu niên nọ nói bằng giọng biếng nhác. Ngoài miệng mọi người tất nhiên thích nói chúng thần bình đẳng, chúng sinh bình đẳng, nhưng nếu thật sự là thế, chúng thần tiên căn bản sẽ không tồn tại. Giọng nói này truyền đến từ sau đống rơm trên xe bò, Tạ Liên quay đầu lại nhìn, thấy thiếu niên nọ vẫn lười biếng nằm đó, không có ý định đứng dậy, chắc chỉ thuận miệng xen vào một câu, y mỉm cười nói, lời đệ nói cũng có lý lắm. Tạ Liên quay trở lại tiếp tục đọc cuộn giấy, bên dưới lại viết. Rất nhiều người tin tưởng với tư cách là ôn thần, bút tích hoặc chân dung của thái tử tiên lạc có tác dụng nguyền rủa Nếu dán vào lưng người nào hoặc trên cửa nhà nào, sẽ làm cho nhà đó hoặc hộ nhà đó gặp vận rủi liên tục. Kiểu tường thuật này quả thật khiến người ta khó mà nhận định, rốt cuộc đang nói thần hay đang nói quỷ tạ liên lắc đầu không nỡ đọc những tường thuật liên quan đến mình nữa quyết định trước hết nên tìm hiểu về các vị thần quan hiện nay ở thiên giới để tránh không nhận ra ai là ai mắc công thất lễ nhớ lại khi nãy có thôn dân đề cập đến thủy sư y bèn lật lại tường thuật về thủy sư lật đến một câu thủy sư vô độ trưởng nước kiêm trưởng tài trong cửa hàng và trong nhà cửa của nhiều thương nhân đều thờ một pho tượng thủy sư bảo vệ tài vận của họ tạ liên cảm thấy hơi khó hiểu đã là thủy thần tại sao lại kiêm luôn trưởng tài vận Lúc này thiếu niên nằm sau đống rơm lại lên tiếng Đội buôn ra ngoài kinh doanh vận chuyển hàng hóa Chủ yếu đều di chuyển bằng đường nước Cho nên trước khi khởi hành phải đến thủy sư miếu đốt cao hương Cầu xin một đường bình an Nếu nhận lời thì khi về sẽ thế này thế kia Dần già cứ thế thủy thần mới từ từ kiêm luôn trưởng tài vận Đây đúng là đang giải đáp thắc mắc cho riêng y Tạ liên xoay người lại nói Là vậy sao? Thú vị thật nói thế vị thủy sư này là đại thần quan lợi hại lắm nhỉ thiếu niên nọ cười nhạo ừ thủy hoành thiên cơ mà tạm dịch nước vượt trời nghe giọng điệu của cậu ta dường như không hề đặt vị thần quan này vào mắt cũng chẳng giống đang nói lời tán dương tạ liên hỏi thủy hoành thiên là cái gì thiếu niên nọ khoan thai nói thuyền băng qua sông lớn đi hay ở đều dựa vào một câu nói của gã không dâng lễ cho gã thì gã sẽ chờ mặt rất ngang ngược bởi vậy mới tặng cho gã cái biệt hiệu gọi là Thủy Hoành Thiên. Ý nghĩa tựa tựa như cự dương tướng quân với quét nhà tướng quân ấy. Thần quan tên tuổi vang dội, ít nhiều cũng có vài biệt hiệu ở nhân gian và thiên giới. Tương tự như tạ liên là trò cười ba giới, nổi tiếng lạ đời, đồ sao chổi chó nhà có tang, vân vân mây mây. Thông thường dùng biệt hiệu gọi thần quan là chuyện vô cùng thất lễ, chẳng hạn như nếu ai dám gọi mộ tình là quét nhà tướng quân ngay trước mặt hắn, mộ tình tất xét nổi cơn tam bảnh. Tạ Liên vẫn nhớ không thể gọi như thế. Nói, thì ra là vậy, cảm ơn đệ đã giải đáp. Dừng một lát cảm thấy thiếu niên này nói năng thú vị. Y lại nói, anh bạn này tuổi còn trẻ mà biết nhiều phép. Thiếu niên nọ đáp, không nhiều lắm đâu, nhàn rỗi mà, lúc rảnh đọc lung tung vậy thôi. Ở nhân gian đâu đâu cũng thấy hàng đống sách chuyện thần thoại, toàn nói về những chuyện nào thần nào quỷ, lớn thì nào ân nào oán nhỏ thì lông gà vỏ tỏi có thật cũng có giả thiếu niên này biết nhiều như thế cũng không có gì là lạ tạ liên buông cuộn giấy nói vậy anh bạn này thần thì đệ biết nhiều còn quỷ thì đệ biết không thiếu niên nọ hỏi quỷ nào tạ liên nói huyết vũ thám hoa hoa thành nghe vậy thiếu niên nọ cười khép vài tiếng cuối cùng cũng ngồi dậy thiếu niên vừa quay đầu hai mắt tạ liên bỗng sáng lên chỉ thấy thiếu niên nọ ước chừng 16-17 tuổi, áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, mỉm cười nghiêng mắt nhìn y, khôi ngô một cách lạ thường, nét mặt lại mang vài phần hoang dã khó tả, tóc đen buộc lòng lẻo, buộc hơi lệch một chút, thoạt nhìn tùy ý cực kỳ. Hai người đang băng qua rừng phong đỏ rực như lửa, lá phong rơi rụng từng chiếc, có một chiếc rơi xuống đầu vai thiếu niên nọ, hắn thổi nhẹ một hơi, thổi rơi lá phong, Bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Tạ Liên, cười như không cười nói: "Huynh muốn biết gì, cứ hỏi thoải mái." Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết. Sắc mặt thiếu niên mang vẻ trêu tức, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có nét bình tĩnh ung dung của người biết tất tần tật tuy là giọng của một thiếu niên trẻ song chất giọng của hắn có phần trầm thấp hơn bé trai cùng trang lứa nghe rất êm tai tạ liên ngồi ngay ngắn trên xe bò suy nghĩ chốc lát rồi nói huyết vũ thám hoa cảnh tượng này nghe có vẻ thật khó lường anh bạn đệ có thể nói xem nguồn cơn từ đâu không để bày tỏ sự tôn trọng tạ liên vẫn không thêm chữ nhỏ vào sau chữ anh bạn thiếu niên nọ ngồi một cách thoải mái cánh tay khoác lên đầu gối gập thẳng sửa lại ống tay áo tiễn tụ hờ hững nói không có lai lịch gì to tát cả, chỉ là có lần hắn bưng ổ của một con quỷ khác, mưa máu đổ khắp núi. Lúc rời đi trông thấy ven đường có một đóa hoa bị mưa máu xối đến thảm thương, hắn bèn nghiêng dù che cho nó một chút. Chú thích, tiễn tụ, ý chỉ loại áo dài ống tay áo chật. Tưởng tượng đến cảnh đó, tạ liên chỉ cảm nhận được một vẻ thanh nhã quyến luyến khó tả giữa mưa máu gió tanh, lại nhớ đến truyền thuyết quỷ áo đỏ đốt 33 miếu thần, y cười nói vị hoa thành này thường xuyên đánh nhau khắp nơi hả thiếu niên nọ đáp cũng không phải thường xuyên xem tâm trạng đã tạ liên hỏi lúc còn sống hắn là người thế nào thiếu niên nọ đáp chắc chắn không phải người tốt gì tạ liên hỏi hắn trông thế nào câu này vừa hỏi ra miệng thiếu niên nọ ngước mắt nhìn tạ liên đoạn nghiêng đầu đứng dậy đi đến bên người tạ liên sóng vai ngồi xuống hỏi ngược lại huynh cảm thấy hắn nên trông như thế nào nhìn ở khoảng cách gần thế này tạ liên càng cảm thấy thiếu niên nọ tuấn tú một cách lạ thường mà còn là kiểu tuấn tú mơ hồ mang ý công kích tựa như thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ lóa mắt đến tột độ khiến người ta không dám lại gần nhìn ngưng mắt nhìn nhau giây lát tạ liên bỗng thấy có chút đỡ không nổi y khẽ nghiêng đầu nói đã là một đại quỷ vương ắt hẳn hình thái biến đổi đa dạng có rất nhiều diện mạo khác nhau thấy tạ liên quay đầu đi thiếu niên nọ nhướn một bên lông mày nói ừ nhưng đôi khi hắn vẫn sẽ dùng diện mạo gốc cái mà chúng ta đang nói tất nhiên là bản tôn không biết có phải ảo giác hay không tạ liên cảm thấy dường như có khoảng cách giữa hai người đã xa hơn một chút vì vậy y lại xoay mặt về nói ta thì cảm thấy có lẽ bản tôn của hắn là một thiếu niên giống như đệ nghe vậy thiếu niên nọ khẽ nhếch khóe miệng hỏi vì sao tạ liên nói không vì gì cả đệ tùy tiện nói một chút ta cũng tùy tiện nghĩ một chút mọi sự tùy tiện thôi thiếu niên nọ bật cười ha ha biết đâu được nhỉ có điều hắn mù một con mắt nói đoạn chấm chấm dưới mắt phải của mình nói mắt này nè cách nói trên trái lại không có gì đáng ngạc nhiên trước đây tạ liên từng nghe rồi trong một vài phiên bản thuật lại mắt phải của hoa thành đeo một miếng bịt mắt màu đen che khuất con mắt mà hắn bị mất tạ liên hỏi vậy đệ có biết mắt đó của hắn bị gì không thiếu niên nọ đáp Ừm vấn đề này nhiều người muốn biết lắm. Người ngoài muốn biết thứ gì khiến cho Hoa Thành mất một mắt phải, thật ra là vì muốn biết nhược điểm của Hoa Thành là gì mà thôi. Còn Tạ Liên hỏi như vậy, chỉ thuần túy vì muốn biết. Y còn chưa tiếp lời thiếu niên nọ đã lên tiếng trước. Hắn tự móc. Tạ Liên sừng sốt hỏi, "Tại sao?" Thiếu niên nọ nói, "Phát điên." Điên lên thậm chí ngay cả mắt mình cũng móc đối với quỷ vương áo đỏ huyết vũ thám hoa này tạ liên thật sự càng ngày càng tò mò y đoán có lẽ không phải là phát điên đơn giản như thế nhưng nếu thiếu niên đã nói vậy xem ra cũng không có chi tiết tỉ mỉ hơn y hỏi tiếp vậy hoa thành có nhược điểm nào không hỏi câu này tạ liên vốn không chờ mong thiếu niên có thể trả lời chỉ thuận miệng hỏi mà thôi nếu nhược điểm của hoa thành dễ bị người ta biết như thế thì đâu còn là hoa thành nữa ai ngờ thiếu niên nọ trả lời một chút không do dự cho cốt nếu lấy được cho cốt một con quỷ là có thể sai sửa con quỷ đó. Nếu quỷ không nghe lệnh, hủy cho cốt của nó, nó sẽ thần hình câu diệt. Thể xác lẫn tinh thần đều bị tiêu diệt, hồn phi phách tán. Đây vốn là kiến thức thông thường. Có điều nếu áp dụng trên người hoa thành kiến thức thông thường này hẳn không có ý nghĩa gì quá lớn. Tạ Liên cười nói, chỉ sợ không ai có thể lấy được cho cốt của hắn. Thế nên nhược điểm này cũng đồng nghĩa với không có nhược điểm. Thiếu niên nọ lại nói, chưa chắc, có một loại tình huống quỷ sẽ chủ động dâng cho cốt của mình. Tạ Liên hỏi, giống như lúc hắn ước chiến với 33 vị thần quan, giao nộp với tư cách là tiền cược ư? Thiếu niên nọ bật cười, sao có thể? Tuy thiếu niên chưa nói hết câu, Tạ Liên vẫn nghe ra được ý, ý của hắn chắc là hoa thành sao có thể thua được. Thiếu niên nọ nói tiếp, quỷ giới có một tập tục, nếu một con quỷ đã chọn người nào, nó sẽ giao phó cho cốt của mình vào tay người đó. Vậy quả thật chẳng khác gì giao phó tính mạng của mình vào tay người khác, tình thâm như thế phải là giai thoại thiết tha đến nhường nào?" Tạ Liên nói bằng giọng thích thú. "Thì ra quỷ giới còn có tập tục tình nghĩa thủy chung như thế." Thiếu Niên nọ nói, "Có, nhưng chẳng mấy ai dám làm." Tạ Liên cũng lường trước được điều này, trên đời không chỉ có yêu ma dụ dỗ lòng người, cũng có loài người lừa gạt yêu ma, nhất định có rất nhiều lợi dụng và phản bội." Y nói, nếu một tấm lòng si trao ra cuối cùng đổi lấy nghiền xương thành cho quả thật khiến người ta đau lòng thiếu niên nọ lại cười ha ha sợ cái gì nếu là ta cho cốt đưa rồi người đó muốn nghiền xương thành cho hay rắc chơi thế nào chẳng được tạ liên mỉm cười sực nhớ hai người nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên nhau bèn hỏi anh bạn này xưng hô thế nào đây thiếu niên nọ gác một tay lên lông mày che khuất ánh chiều tà màu đỏ rượu mắt khẽ híp lại dường như không thích ánh mặt trời lắm thiếu niên nói ta hả ở nhà ta đứng hàng thứ ba tất cả mọi người đều gọi ta là tam lang thiếu niên không chủ động nói tên tạ liên cũng không hỏi nhiều nói ta họ tạ tên một chữ liên đệ đi hướng này vậy là cũng muốn đến thôn bồ tề sao chú thích tạ là tạ ơn tạ lỗi héo tàn liên là thương xót đáng thương yêu thương tam lang ngả lưng ra sau tựa vào đống rơm gối lên hai tay bắt chéo hai chân nói không biết ta đi lung tung à lời của tam lang nghe như có ẩn dấu nội tình tạ liên hỏi sao vậy tam lang thở dài thong thả nói ở nhà cãi nhau bị đuổi ra ngoài đi lâu ơi là lâu nhưng không có nơi nào để đến hôm nay đói bụng đến mức suýt té xỉu ngoài đường giờ mới tìm đại chỗ để nằm quần áo của tam lang tuy trông tùy tiện thật nhưng chất liệu thượng hạng cộng thêm nói năng không tầm thường lại giống như ngày nào cũng rảnh rỗi có thời gian đọc này đọc nọ nên cái gì cũng biết tạ liên đã sớm đoán tam lang là tiểu công tử nhà giàu nào đó chạy ra ngoài chơi một thiếu niên sống an nhàn sung sướng ra ngoài một mình lâu như thế dọc đường tất nhiên gặp rất nhiều gian khổ điểm này tạ liên hiểu rõ hơn ai nghe tam lang than đói tạ liên lục bọc đồ mang theo bên người chỉ lục ra được một cái bánh bao nhủ thầm may là chưa bị cứng đoạn nói với tam lang muốn ăn không tam lang gật đầu tạ liên bèn đưa bánh bao cho đối phương tam lang nhìn y hỏi huynh không còn nữa sao tạ liên nói ta vẫn ổn không đói lắm tam lang trả lại bánh bao cho y nói ta cũng ổn thấy thế tạ liên nhận lại bẻ bánh bao ra làm đôi rồi đưa cho tam lang phân nửa nói vậy đệ phân nửa ta phân nửa nhé Bây giờ Tam Lang mới nhận lấy, sóng vai ngồi gặp bánh bao với Tạ Liên. Nhìn Tam Lang ngồi kế bên cắn bánh bao, ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, Tạ Liên có cảm giác như mình làm người ta tuổi thân chỗ nào đó. Xe bò kéo chậm chậm trên đường núi gập ghềnh, mặt trời dần dần lặn về hướng tây, hai người ngồi trên xe trò chuyện, càng trò chuyện Tạ Liên càng cảm thấy đây quả là một thiếu niên lạ kỳ mặc dù tuổi còn trẻ nhưng động tác và lời nói mang một thái độ bễ nghễ thong dong tự tại như thể trên trời dưới đất không có gì hắn không biết cũng không có gì làm khó được hắn khiến tạ liên cảm thấy hắn hiểu biết rất nhiều như ông cụ non vậy song cũng có lúc hắn lại bộc lộ điểm thú vị của thiếu niên trẻ tuổi tạ liên nói mình là quán chủ của bồ tề quán tam lang hỏi bồ tề quán nghe có vẻ có nhiều củ năng để ăn đây ta thích lắm thở ai thế lại bị hỏi vấn đề khiến người ta đau đầu này, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng nói, "Thái tử Tiên Lạc chắc đệ không biết đâu." Thiếu niên nọ mỉm cười, còn chưa lên tiếng, thân xe bò thình lình rung mạnh một cái, hai người cũng lắc lư theo, sợ Tam Lang té xuống, Tạ Liên vội đưa tay túm lấy đối phương, nào ngờ tay y vừa đụng đến Tam Lang, thiếu niên nọ như bị vật nóng đốt chúng, hất phang tay y. Tuy biểu cảm trên mặt Tam Lang chỉ thay đổi chút ít, Tạ Liên vẫn phát hiện ra được, lòng nhủ thầm lẽ nào thiếu niên này thật ra rất ghét mình. Rõ ràng dọc đường hai bên trò chuyện vui vẻ lắm mà, nhưng bây giờ cũng không tâm trí suy nghĩ nhiều, y đứng lên nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Ông bác chủ xe bò nói: "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Lã Hoàng à, sao mày không đi? Mày mau đi coi." Lúc này mặt trời đã xuống núi, xe bò lại đang nằm giữa núi rừng, bốn phía ảm đạm mờ tối, con bò Lã Hoàng dừng yên tại chỗ vẫn cứng đầu không chịu đi, mặc cho ông bác kia dục thế nào cũng vô dụng, chỉ hận không thể dúi đầu xuống. Giống ụm bò ụm bò mãi, đuôi vẫy như một sợi roi, thấy tình hình không ổn, tạ liên đang định nhảy xuống xe. Bỗng nhiên, ông bác kia la hét chỉ về phía trước. Chỉ thấy phía trước đường núi, vô số đóm lửa xanh biếc đông một lùm, tây một lùm, cháy âm ỉ. Một đám người áo trắng ôm đầu của chính mình chậm rãi đi về hướng này. Thấy thế tạ liên vội nói, bảo vệ, nhược ra tuột khỏi cổ tay y quấn một vòng quanh xe bò nối thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung che chở ba người một bò tạ liên quay đầu lại hỏi hôm nay là ngày mấy ông bác kia còn chưa trả lời tam lang ở sau lưng y đáp trung nguyên Dằm tháng 7, quỷ môn mở y ra ngoài không nhìn ngày hôm nay vừa khéo là tết trung nguyên tạ liên trầm giọng nói đừng đi lung tung hôm nay gặp tà nếu đi nhầm đường sẽ không về được mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube Kể chuyện đêm khuya Chương 15 Áo đỏ hơn lá phong Da trắng như tuyết Đám người áo trắng trên cổ không đầu Thân mặc quần áo tù nhân Mỗi người ôm một cái đầu lâu Trông hệt như là một đám tù phạm bị chém đầu Bọn chúng chậm rãi đi về hướng xe bò Đầu lâu trong khuỷu tay Vẫn đang lải nhải không ngừng Tạ liên thấp giọng dặn dò hai người còn lại Lát nữa bọn chúng đến gần Tuyệt đối đừng lên tiếng tam lang nhìn thoáng qua nhược ra lơ lửng trên không trung nghiêng đầu hỏi vị ca ca này huynh lại còn là một vị kỳ nhân dị sĩ cơ à giọng điệu của tam lang nghe tràn đầy hứng thú tạ liên nói cũng tạm thôi kỳ nhân dị sĩ thì không hẳn chỉ biết một chút thôi bây giờ bọn chúng nhìn không thấy chúng ta lát nữa đến gần rồi ngộ nhỡ lên tiếng thì khó nói lắm thấy giải lụa trắng tự bay người không đầu đi đường ông cụ đánh xe đã trợn mắt há mồm nghe mà hoảng hồn lắc đầu liên tục không được không được ta sợ mình không nín được tạ liên nói vậy đắc tội nói xong nhanh chóng ra tay chạm vào lưng ông cụ một cái ông cụ lập tức nghiêng người ngã xuống ngủ mê man lần này cuối cùng cũng không cần lo sợ ông cụ quá sợ mà la lên bị phát hiện nữa tạ liên nhẹ nhàng đỡ lấy ông cụ đặt ông ta trên xe bò đoạn xoay người nói với tam lang không sao đâu đừng căng thẳng sắc trời đã tối không thấy rõ nét mặt của tam lang chỉ thấy tam lang gật gật đầu tạ liên lên trước xe ngồi cầm dây thừng nhẹ giọng dỗ con bò kia đám quỷ mặc áo tù nhân đã đi tới muốn băng qua nhưng phát hiện giữa đường có thứ gì chặn lại cả bọn thô lỗ quát đúng là kỳ lạ sao không băng qua được đúng thế không băng qua được bộ gặp quỷ à mẹ nó bản thân chúng ta không phải là quỷ sao còn gặp quỷ gì nữa đã Liên vất vả lắm mới dỗ được con bò, sát vai đi qua đám quỷ không đầu mặc áo tù nhân. Nghe bọn chúng ôm đầu cãi nhau chí chóe, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Lũ quỷ hồn kia vẫn còn oán trách không ngớt. Ê, có phải ngươi lấy nhầm không? Sao ta cảm giác như cái mà ngươi đang ôm mới là đầu của ta thế? Sao vết chém đầu của ngươi không nuột gì hết vậy? Uầy, đào phủ kia mới là linh mới, chém năm sáu nhát mới đứt, ta còn nghi không biết có phải gã cố tình không? Người nhà ngươi chưa đút lót tiền cho gã chứ gì Lần sau nhớ đút lót trước một chút Một nhát đứt luôn Làm gì còn lần sau nữa Giảm tháng 7 Tết Trung Nguyên Chính là ngày lễ lớn nhất của quỷ giới Hôm đó quỷ môn rộng mở Lũ yêu ma quỷ quái thường ngày ẩn núp trong bóng tối Đều túa ra ngoài Thỏa sức quần hoan Người sống phải lẩn tránh Nhất là vào buổi tối hôm đó Đóng cửa không ra là lựa chọn tốt nhất Hễ ra khỏi cửa cơ hội đụng phải thứ gì Cao hơn ngày thường rất nhiều tạ liên xưa nay luôn là người uống nước lạnh cũng mắc răng mặc áo đạo sĩ cũng gặp quỷ bây giờ lại gặp ngay trực diện chỉ thấy ma chơi xanh lục lơ lửng bốn phương tám hướng nhiều quỷ hồn đuổi chạy theo ma chơi còn có vài quỷ hồn mặc áo liệm mặt không biểu cảm ngồi lẩm bẩm một mình trước một vòng tròn thỏ tay nhận tiền giấy đính vàng và đồ cúng mà con cháu đốt cho mình cảnh tượng này có thể nói là lũ quỷ múa loạn tạ liên đi ngang qua chính giữa trong lòng đang nghĩ sau này ra ngoài nhất định phải xem hoàng lịch thì bỗng cảm giác được phía sau có động tác lạ y ngoái đầu lại nhìn chỉ thấy thiếu niên nọ ngồi xuống sau lưng mình tạ liên nói để không sao chứ tam lang dùng một tay chống cằm nói có sao đó ta sợ lắm mặc dù thật sự chẳng hề nghe được nửa phần cảm giác sợ hãi từ giọng nói của tam lang tạ liên vẫn an ủi đừng sợ để ngồi sau người ta không có thứ gì làm đệ bị thương được đâu tam lang cười cười không đáp tạ liên chợt phát hiện tam lang thế mà lại đang nhìn mình chằm chằm lát sau cuối cùng cũng kịp phản ứng y nhận ra thứ mà tam lang nhìn chính là gông nguyền rùa trên cổ mình gông nguyền rùa này hệt như một cái vòng màu đen quấn quanh cần cổ căn bản giấu không được hơn nữa dễ khiến người ta nảy sinh một vài liên tưởng không hay tạ liên đang định mở miệng Lúc này con bò già kia kéo xe đi đến một ngã ba. Tạ Liên vừa nhìn hai đường núi tối như mực tách nhau lại đây, y lập tức kéo dây thừng của con bò. Ngã ba này phải hết sức cẩn thận. Vào ngày Tết Trung Nguyên, thỉnh thoảng mọi người đi một hồi sẽ phát hiện trước mặt xuất hiện một con đường mọi khi không tồn tại. Con đường đó người sống không thể đi được, một khi đi nhầm, đi vào địa bàn của quỷ giới, muốn về hơi bị khó. Tạ Liên vừa mới đến đây, không rõ nên đi đường nào trong hai đường núi này nhớ khi nãy đến trấn trên ngoại trừ hốt được một bọc đồng nát lớn còn mua chút vật dụng linh tinh trong đó có ống xăm y nghĩ bụng để tính thử một quẻ xem sao bèn lấy ống xăm ra khỏi bọc đồ cầm trong tay lắc xòa xoạt vừa lắc vừa giải thích với tam lang quẻ đầu tiên bên trái quẻ thứ hai bên phải đường nào được xăm tốt chúng ta đi đường đó tạ liên dùng một chút pháp lực sau đó đọc thầm ba lần hai quẻ xăm rơi xuống khỏi ống y cầm lên xem thử rồi lặng thinh Xăm hạ hạ, đại hung Hai quẻ xăm đều là xăm hạ hạ Nói cách khác, hai con đường đều là đại hung Thế chẳng phải đi đường nào cũng chết Tạ liên bất đắc dĩ đành nói với ống xăm Ông ơi là ống, hôm nay ta và mày gặp nhau lần đầu tiên Có cần tuyệt tình như thế không? Làm lại lần nữa cho tao chút mặt mũi đi Vì vậy y đổi thành hai tay cầm ống lắc tiếp một phen Lại lắc ra hai quẻ Y cầm lên xem Vẫn là xăm hạ hạ Đại hung Tạ Liên quyết định không lãng phí pháp lực nữa. Bây giờ Tam Lang ngồi bên cạnh chợt lên tiếng. Để ta thử xem. Suy cho cùng thử hay không cũng thế. Tạ Liên bèn đưa ống xăm cho đối phương. Tam Lang dùng một tay nhận lấy, tùy tiện lắc lắc, hai quẻ rơi ra. Hắn cầm lên chẳng buồn nhìn đã đưa cho Tạ Liên. Tạ Liên nhận lấy xem thử, hai quẻ ấy thế mà đều là xăm thượng thượng. Tạ Liên hơi kinh ngạc, bởi vì thảm đến nông nỗi như y, dường như ngay cả vận may của người ngoài cũng bị y làm thảm theo. Tuy không biết có phải là thật sự vậy không. Nói chung ngày xưa, y thường bị oán trách như thế, vậy mà thiếu niên này không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp lắc ra được hai quẻ xăm thượng thượng, tạ Liên tán thán từ tận đáy lòng, anh bạn, vận may của đệ tốt ghê. Tam Lang tiện tay ném ống xăm ra sau cười nói, vậy sao? Ừ, ta cũng thấy vận may của mình không tệ, bao giờ cũng thế. Nghe hắn nói bao giờ cũng thế, tạ liên xoa xoa ấn đường, nghĩ thầm tranh lệch giữa người và người quả nhiên hệt như rãnh trời. Tam lang lại hỏi, đi sau đây? Với tình hình trước mắt, chỉ có thể đi, không thể ở lại. Ban đầu tạ liên cũng định chọn đại một đường, bèn nói, nếu hai cái đều là xăm thượng thượng, vậy đi đại đi. Nói đoạn lập tức giật dây thừng mấy cái, bánh xe bò lăn chậm chậm. Tạ Liên vốn đã căng thẳng thần kinh, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống đột phát, ai ngờ thế mà lại một đường suôn sẻ thật, không lâu sau xe bò chậm chạp ra khỏi rừng, đi lên đường núi bằng phẳng, không ngờ y cũng có ngày chọn đúng đường. Thôn Bồ Tề đã nằm dưới sườn núi, hàng đống đèn đuốc ấm áp sáng sủa, gió đêm thổi qua, Tạ Liên quay đầu lại, Tâm trạng của Tam Lang có vẻ rất tốt. Hắn lại nằm xuống, gối lên hai tay của mình, nhìn vầng trăng sáng đằng xa. Dưới ánh trăng mờ ảo, mặt mũi của thiếu niên nọ trông không giống người thật. trầm ngâm chốc lát, tạ liên cười nói. Anh bạn, để coi bói bao giờ chưa? Qua một chặng đường, trong lòng y trung quy vẫn có chút hoài nghi. Tình thông đủ thứ, hay hiểu biết sâu rộng cũng không có gì. Nhưng lúc đi đêm giữa đám quỷ, thiếu niên này không khỏi có phần bình tĩnh quá mặc dù không thể loại trừ khả năng có người trời sinh đã giỏi giữ bình tĩnh song tạ liên vẫn cảm thấy mình cần phải xác nhận một chút nghe y hỏi vậy tam lang quay đầu nói chưa tạ liên nói vậy đệ muốn ta coi giúp đệ không tam lang nhìn y cười nói huynh muốn coi giúp ta tạ liên đáp cũng hơi muốn tam lang khẽ gật đầu được hắn ngồi dậy thân thể hơi nghiêng về phía tạ liên nói huynh muốn coi thế nào tạ liên nói coi tay được không nghe vậy tâm lang khẽ nhếch khóe miệng nụ cười kia không rõ mang ý gì chỉ nghe hắn nói được nói đoạn tâm lang chìa tay trái về phía tạ liên tay trái này ngón tay thon dài đốt nào ra đốt nấy trông đẹp vô cùng hơn nữa không phải kiểu đẹp yếu đuối mà là sức mạnh tích tụ trong đó chẳng ai muốn bị bàn tay này bóp cổ họng đâu nhớ đến sắc mặt khẽ biến của Tam Lang khi chạm vào mình lúc nãy, Tạ Liên chú ý tránh tiếp xúc thân thể, không trực tiếp chạm vào tay Tam Lang, chỉ cúi đầu quan sát thật kỹ. Ánh trăng trong sáng, nói tối thì không tối, nói sáng cũng không hẳn là sáng. Tạ Liên nhìn ngắm một hồi, xe bò vẫn lăn chầm chậm trên đường núi, bánh xe và trục gỗ kêu cót két. Tam Lang hỏi, sao rồi? Lát sau Tạ Liên chậm giải đáp, số mệnh của đệ rất tốt. Tam Lang nói, ồ, tốt thế nào tạ liên ngẩng đầu dịu giọng nói đệ tính tình nhẫn nại nhất mực kiên trì tuy gặp phải gian nan nhưng quý ở chỗ mãi mãi giữ vững lương tâm thường xuyên gặp giữ hóa lành ngộ nan trình tường mệnh này phúc trạch dài lâu anh bạn tương lai của đệ tất sẽ phồn hoa tựa gấm viên mãn sáng lạn mấy câu trở lên toàn bộ đều là bịa ra tại chỗ tạ liên hoàn toàn không biết coi tay cho người ta lúc trước bị giáng chức có dạo y thường xuyên hối hận tại sao ngày xưa ở hoàng cực quán mình không học coi tay và coi mặt nếu có học thì lúc kiếm ăn ở nhân gian cũng không cần thổi sáo gãy đàn đập đá trên ngực mãi nghệ đầu đường rồi mà sở dĩ y muốn coi cũng không phải vì muốn coi số phận thiếu niên này ra sao mà là muốn xem rốt cuộc thiếu niên này có chỉ tay và giấu vân tay không Yêu ma quỷ quái tầm thường có thể biến ra xác thịt giả tạo, đóng dạng người sống, xong ở chỗ nhỏ nhặt trên xác thịt chẳng hạn như chỉ tay, dấu vân tay, lọn tóc, thông thường không thể nào kỹ lưỡng đến mức đó. Mà trên người thiếu niên này chẳng những không có bất cứ pháp lực gì dao động, không phát hiện được đầu mối nào, ngay cả chỉ tay cũng rõ mồn một. Nếu thật sự là yêu ma quỷ quái ngụy trang, vậy chỉ có cấp bậc hung trở lên mới có thể ngụy trang hoàn hảo không kẽ hở nào như thế. Tuy nhiên, quỷ vương đạt đến cấp bậc thân phận đó sao lại cùng y đến một sơn thôn nhỏ ngồi xếp bò giết thời gian cũng như các thần quan thiên giới ai cũng ngày bận ngàn việc chân không chạm đất bọn họ cũng bận rộn lắm chứ tạ liên bất chấp bịa ra vài câu như đúng rồi cuối cùng bịa hết nổi tam lang vẫn nhìn y không rời mắt vừa nghe y nói bậy vừa bật cười thật khẽ điệu cười nghe đầy thâm ý hỏi còn gì nữa không hả tạ liên nhổ thầm không lẽ phải bịa nữa sao nói đệ còn muốn coi gì nữa tam lang nói đã coi bói chẳng phải ai cũng muốn coi nhân duyên sao tạ liên ho nhẹ một tiếng nghiêm nghị nói ta học nghệ chưa thông không biết coi nhân duyên lắm có điều xem ra đệ không cần lo lắng việc này đâu tam lang nhướn một bên lông mày hỏi tại sao huynh cảm thấy ta không cần lo lắng việc này tạ liên mỉm cười chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương thích đệ thôi tam lang nói vậy tại sao huynh cảm thấy chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương thích ta tạ liên đang định mở miệng trả lời theo đối phương lại bỗng nhiên phát hiện ra anh bạn nhỏ này đang tìm cách dẫn dụ mình mở miệng khen hắn y vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười không biết nên nói gì cho phải bèn xoa xoa ấn đường nói tam lang à đây là tiếng tam lang đầu tiên mà tạ liên mở miệng gọi nghe xong thiếu niên nọ cười ha ha cuối cùng tha cho y lúc này xe bò đã thở phì phò chạy vào trong thôn tạ liên xoay người khẽ nâng chán rồi vội vàng xuống xe tam lang cũng nhảy xuống xe ai ngờ tạ liên vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện suốt chặng đường khi nãy tam lang đều lười biếng nằm trên xe bò bây giờ hai người đứng cùng nhau thế này tam lang ấy thế mà còn cao hơn y hai người lại càng không có cách nào nhìn thẳng tam lang đứng trước xe duỗi lưng một cái tạ liên nói tam lang để đi chỗ nào tam lang thở dài không biết nữa chắc ngủ ngoài đường quá hoặc tìm cái hang núi ở tạm cũng được." Tạ Liên nói, "Vậy không được lắm nhỉ?" Tam Lang nhún vai nói, "Hết cách thôi, ta lại không có nơi nào để đi." Hắn nhìn sang đây cười hai tiếng nói, "Cảm ơn huynh coi bói cho ta, nhận lời chúc phúc của huynh, hẹn ngày tái ngộ." Nghe Tam Lang nhắc đến việc coi bói, Tạ Liên xấu hổ toát mồ hôi, thấy đối phương xoay người đi thật, Tạ Liên vội nói, "Chờ đã, nếu để không che, có muốn đến quán của ta không?" Bước chân khựng lại, tam lang xoay nửa người qua hỏi được ư ừ. tạ liên nói gian nhà đó vốn dĩ cũng không phải của ta nghe nói trước đây thường có nhiều người qua đêm ở đó chỉ là có lẽ nó còn thô sơ hơn để tưởng tượng sợ để ở không được thôi nếu thiếu niên này thật sự là tiểu công tử bỏ nhà ra đi không thể cứ mặc hắn chạy loạn khắp nơi như thế được tạ liên rất hoài nghi cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn nửa cái bánh bao kia người trẻ tuổi ỷ thân thể mình khỏe mạnh thỏa sức làm bậy cứ theo đà này sớm muộn Cũng có ngày té xỉu ngoài đường thật Nghe Tạ Liên nói thế Bây giờ Tam Lang mới xoay người lại Không trả lời mà đi tới trước mặt y Nửa người trên ngả về phía trước Tạ Liên còn chưa rõ hắn muốn làm gì Chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người Bỗng nhiên gần nhau đến lạ Khiến y có chút đỡ không nổi Tam Lang lại lùi về Ra là hắn chỉ tiện tay Xách bọc đồng nát sắt vụn to đùng Mà Tạ Liên vác về Nói vậy đi thôi mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube kể chuyện đêm khuya